theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí, Bộ Quốc Sử thời Nguyễn, Yên Tử là tổ sơn của khu vực núi non vùng Hải Đông, tức toàn bộ phía đông đồng bằng châu thổ Bắc Bộ thời Trần, trong đó có Hải Dương, Quảng Ninh ngày nay, và vùng Đông Triều thuộc khu vực sườn nam dãy núi Yên Tử. Ngày nay, núi Yên Tử thuộc xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, một thắng cảnh thiên nhiên với nhiều di tích lịch sử và được mệnh danh là đất tổ Phật giáo Việt Nam. Nơi đây, trên đỉnh núi thường có mây bao phủ nên ngày trước còn gọi là Bạch Vân Sơn, một vùng núi thiêng hội tụ linh khí giữa trời đất. Phúc địa thứ tư tại Giao Châu là Yên Tử Sơn. Tân Kỳ chóp núi nêu vài nụ, yểu điệu hình khe trổ một ngành, tiên cưỡi loan qua ngồi cảnh tịnh, người xem rồng xuống giỡn đầm xanh. Có lẽ vì thế, từ xưa Yên Tử đã được mệnh danh là một trong bốn vùng đất thiêng, là phúc địa của Giao Châu. Chính vì sự linh thiêng ấy cùng những câu chuyện huyền tích khiến Yên Tử càng nhuốm màu liêu trai, huyền bí. Sử sách xưa ghi lại rằng, ngay từ thuở sơ khai, Yên Tử đã là một ngọn núi thiêng nổi tiếng khắp nước Việt. Chính vì vậy, vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên đã có đạo sĩ tên Yên Kỳ Sinh, đạo sĩ giỏi nổi tiếng xứ Trung Hoa, đến đây tu luyện đắc đạo rồi hóa đá. Dấu tích xưa nay vẫn còn lại một pho tượng đá cao 2 mét, hình người, đứng chắp tay hướng về phía bắc giữa lưng chừng Yên Tử, quanh năm trầm mặc với gió núi, mây ngàn. Cũng có người cho rằng tượng là hiện thân của Yên Kỳ Sinh, một vị đạo sĩ tinh thông bách bệnh dưới thời Tần Thủy Hoàng ở Trung Quốc, từng qua đỉnh Yên Tử tìm cây thuốc để luyện linh đan trường sinh bất tử. Trải qua hàng nghìn năm, huyền tích đó cứ sống như những câu chuyện dân gian, khiến Yên Tử vốn đã linh thiêng lại càng thêm kỳ bí. Yên Tử được xem là chốn thiêng đất Phật, là nơi tọa lạc của những ngọn núi thiêng, cũng là nơi linh khí hội tụ. Có lẽ vì thế, ngay từ thế kỷ 11, dưới triều đình nhà Lý, tại sườn núi phía nam, núi Yên Tử, thiền sư Hiện Quang, thế hệ thứ 14 của thiền phái Vô Ngôn Thông, được coi là tổ khai sơn dòng thiền Yên Tử, đã thấy đây là vùng linh sơn và chọn làm nơi kết am tranh tu hành thờ Phật. Sau đó, các đệ tử của ông kế thừa và phát triển xây dựng thành chùa Vân Yên, hay còn gọi là chùa Cả, một ngôi chùa đầu tiên tại Yên Tử. Đến thời Lê, khi vua Thánh Tông lên vãn cảnh, thấy cảnh trí nơi đây tuyệt đẹp, trăm hoa đua nở, mây kết thành hoa răng trước cửa, nên đổi tên thành chùa Hoa Yên, tên chữ là Hoa Yên Tự. Tương truyền, nơi chùa tọa lạc là nơi rồng nằm và được xây dựng trên chán rồng. Xưa chùa Hoa Yên được coi là ngôi chùa chính của cả hệ thống chùa Yên Tử và được nhắc nhiều trong sử sách. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí viết: núi Yên Tử ở cách huyện Đông Triều 35 dặm về phía đông bắc, có tên nữa là Tượng Sơn. Năm Tự Đức thứ 3 liệt vào hàng danh sơn, chép trong điển thờ, xét núi này các vua triều Trần cho là đất danh thắng nên dùng làm chỗ tham thiền. Có lẽ vì thế, không ngạc nhiên khi điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông
chọn Yên Tử làm nơi tu hành. Vậy nên, nơi đây cũng đã có rất nhiều những huyền tích gắn với cuộc đời tu tập của Ngài. Có phải đây là suối Giải Oan, nhà vua đau xót lập đàn trần, cây đa xoay bóng hồn trinh nữ, ngân hà ô thước dặm quan san? Dòng suối Giải Oan, nơi chốn thiêng Yên Tử, vẫn cứ chảy hàng nghìn năm nay như một sự nhắc nhớ linh thiêng, nhưng cũng nhuốm màu huyền bí về một nơi được xem là chốn tụ họp của các cung tần mỹ nữ với tấm lòng trung nghĩa vua tôi. Tương truyền, sau khi vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con để chọn con đường tu hành, rũ bỏ tất cả tham sân si về chốn rừng thiêng Yên Tử, rất nhiều cung nữ đã lặn lội đến đây để thuyết phục ngài trở về. Việc bất thành, các nàng đã chẫm mình trên dòng suối Hổ Khê để tỏ khí tiết. Nhà vua xót thương cho số phận của họ nên đã lập đàn tràng làm lễ siêu độ, đồng thời xây chùa Giải Oan để thờ cúng. Cũng từ đó, dòng Hổ Khê được đổi tên thành dòng suối Giải Oan. Theo truyền thuyết, lúc mà vua Trần Nhân Tông về đây xuất gia tu hành, thì ngày xưa là cái thời phong kiến, thì vua có nhiều thê thiếp, cho nên là từ các bà hoàng hậu, thứ phi cho đến cung tần mỹ nữ, khi thấy vua đi tu thì cũng muốn là theo vua để mà xuất gia. Thì câu chuyện kể rằng là cũng có những vị là xây chùa cất am chung quanh cái vùng đất Thượng Yên Công này. Rồi cũng có những vị là theo con đường tu không nổi, cho nên là tuẩn tuyết để cho trọn vẹn, cho nên là gieo mình ở dưới cái dòng suối Giải Oan đó. Lúc ấy là vua Trần Nhân Tông mới cho xây lên ngôi chùa, gọi là chùa Giải Oan, giải những cái oan kết cho những người qua đời. Không chỉ mang yếu tố linh thiêng gắn liền với những huyền tích, Yên Tử còn được biết tới trong tâm thức người Việt là đất tổ của thiền phái Trúc Lâm, một dòng thiền mang đậm bản sắc văn hóa, tín ngưỡng dân tộc, thể hiện rõ nhất tư tưởng, tâm hồn người Việt do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập với tư tưởng nhập thế, tu tại tâm, mà ở đó đạo không tách biệt đời. Đạo phải thể nghiệm ngay trong cuộc sống. Có thể nói, dòng thiền Trúc Lâm là sự hòa hợp tuyệt vời giữa tinh thần dân tộc và tôn giáo, giữa tư tưởng và đạo đức, giữa đạo và đời. Tại sao ngài Trần Nhân Tông chọn Trúc Lâm Yên Tử ở tỉnh Quảng Ninh để xuất gia? Dãy núi Yên Tử này gắn liền với đất nước Việt Nam chúng ta, là địa thế, là nơi quy tụ những bậc thiền sư, những bậc thánh tăng lỗi lạc đã đem trí đức để mà an dân lập quốc, cho nên là ngài Trần Nhân Tông mới về đây xuất gia đi tu. Rồi ngài thấy rằng nếu mà người Việt Nam của mình muốn có một cái nền văn hóa vững vàng thì chúng ta phải có cái đạo Phật của Việt Nam. Cho nên khi mà ngài tu giác ngộ rồi thì ngài sáng lập ra một cái dòng thiền gọi là Trúc Lâm Yên Tử, là thuần tí là đạo Phật của Việt Nam. Ngày nay, những tư tưởng này đã được truyền bá rộng với nhiều trung tâm thiền phái Trúc Lâm trong nước và ngoài nước, không chỉ thu hút người Việt mà còn được nhiều người nước ngoài quan tâm, theo học và tu hành.
đến Yên Tử, những di tích như Tháp Tổ, Chùa Một Mái, Chùa Vân Tiêu, Chùa Bảo Sái, Am Thung, Am Dược. Tất cả khi ẩn hiện trong mây, lúc náu mình giữa rừng cổ nguyên sinh, khi phô bày trong không gian thoáng đãng, tạo nên nét quyến rũ rất riêng. Và đặc biệt, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ngày nay được xây trên nền dấu tích của Chùa Lân mà Đức Điếu Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông từng thuyết giảng chúng sinh. Đây là công trình thiền viện lớn nhất nước với cổng tam quan, tòa chính điện, nhà thờ tam tổ, lầu trống, lầu chuông, nhà trưng bày, nhà khách, phòng thiền được xây dựng với kiến trúc hoành tráng, uy nghi, điểm tô chốn non thiêng Yên Tử thêm phần khang trang, bề thế, góp phần bảo tồn, nghiên cứu các thư tịch cổ, ấn phẩm văn hóa Phật giáo Việt Nam, tạo điều kiện cho tăng ni, Phật tử Trúc Lâm trong cả nước đến giảng đạo và tu thiền. Khi mà Ngài Trần Nhân Tông, Ngài đã sáng lập ra cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử thì phải có một cái ngôi thiền viện, phải có một cái mặt bằng rộng để mà tiếp tăng độ chúng, giảng Phật Pháp cho Phật tử. Cho nên là Ngài chọn cái nơi này, là Ngài đặt tên là Thiền Viện Kỳ Lân. Tại vì tên chùa này là trong tứ linh là chùa Lân và chùa Long Động, là Long Lân Quy Phụng, là ở đây có hai cái gọi là linh thú đó. Thì Ngài đặt là Viện Kỳ Lân. Vào năm 1293 thì Ngài tiếp tăng độ chúng rất là đông, rồi sau đó mới xây dựng thêm những cái cơ sở như là chùa Vĩnh Lâm, chùa Vĩnh Nghiêm, cho nên mới có câu ca dao là ai đi Yên Tử Vĩnh Lâm, Vĩnh Nghiêm chưa đến thiền tâm chưa đành. Cuối cùng, nằm trên đỉnh cao nhất của núi Yên Tử là chùa Đồng, ngôi chùa được đúc từ chất liệu đồng với kiến trúc dạng chữ nhất như một bông hoa sen nở ngự trên sập đồng. Có lẽ chính sự quan tâm của các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ninh trong việc bảo tồn, trùng tu và xây dựng khu di tích danh thắng Yên Tử đang ngày càng đẹp lên, phát huy được các giá trị di sản và trở thành một khu du lịch quốc gia trọng điểm mang giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh, một chốn thiêng trong đời sống tinh thần của người Việt.